em vừa đi nhà máy nào về? Em vừa đi nhà máy Hắc Đề. Nhà máy Hắc Đề ở đâu ấy? Nhà máy trên cầu ở gần ga Thắng Trực Đại Trung. Đại Trung đó. Công việc của nhà máy là làm gì? Công việc nhà máy là bên đúc đồng. Các sản phẩm đó là các thiết bị về ngành nước, về hồ nước, van vòi nước. Cái nhà máy làm cũng tốt. Nhà máy thì nước chúng ta làm cũng đều đều thôi. Không làm nhiều quá còn okay. Riêng nghỉ trưa thì là không nghỉ mà vẫn cứ ăn cơm, vẫn được tính thời gian tăng ca. Tức là ông chủ tốt đúng không? Ông bà chủ tốt và ưu ái công nhân. Hiện tại nhà máy mình đang có bao nhiêu bạn Việt Nam? Công ty mình đang hiện tại khoảng tầm 10 người. Việt Nam làm này có cái thông tin về đơn hàng, tức là đơn hàng của mình nhà máy hàng tháng cố định là thưởng 3.000 đồng đúng không? Vâng, nhà máy thưởng 3.000 đồng tiền làm nhỏ thì ông bà chủ vẫn thu hàng tháng và đến xong lúc là về là ông bà cho lại hoàn trả lại hết. Okay. Tức là thưởng cố định là hàng tháng là cho ông là 3.000 và trừ tiền ăn là 2.500. Sau đấy là hàng tháng cứ trừ đấy, sau khi hết đồng về ông chủ cho lại tất cả cái tiền ăn đó, ăn ở đấy đúng không? Ok. Thế nhà máy thì thế là nhà máy tốt quá thì ông chủ tốt thì đúng không? Ông bà chủ thì rất tốt, ăn uống thì ông bà mua. Tức là cho mình đóng 2.500, ông bà mua về đồ để tủ, còn mình ăn cái gì mình tự nấu, không phải mua đồ nữa. Ok. Chứ thì em công việc. Em là quê ở đâu? Em quê Hải Dương. Quê Hải Dương thì mà. Ok. Vậy là mình vừa mới hoàn thành hợp đồng thì mình về đúng không? Ok, cảm ơn em. Vì anh đang con nhà máy này đang tiếp tục tuyển thêm người. Dạ. Đợt này lấy thêm 4 người, anh cần thêm thông tin về nhà máy, anh tư vấn cho các bạn này. Bạn có nhu cầu sang cái nhà máy này được cái thông tin nó chính xác hơn mà. Ok. Có giấy tờ gì về không anh? Ăn ở thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời. Ăn không phải đồ ăn. Bữa ăn cơm quà thì không học quả chứ ngày nay. Ngày nay chứ ngày nào? Thấy tốt quá gì đúng không? Và tốt. Đấy, tức là cái nhà máy này rất là chủ rất tốt đấy. Nhà máy ông bà quét được cái món hàng tháng đóng tăng ca nhiều ông bà tách cho làm hai lương cho mình chung thuế. Rồi ok rất tốt. Cái lương cơ bản ông bà bỏ một thẻ còn lương tăng ca nó lính tay. Tốt rồi. Anh ơi em thì nhà anh đang đợt này nó lấy thêm muốn trong nhà máy đấy thì rất may là em từ nhà máy đấy về anh có thêm một cái anh tư vấn cho các bạn đang có nhu cầu sang đấy có thông tin chính xác nhất. Cảm ơn em nhé.